Ồ, hôm nay sinh nhật Stacy. Hả? Sinh nhật của Stacy. Sinh nhật của Stacy. Nhanh lên, nhanh lên. Ta không có còn thời gian đâu. Nhanh lên nữa, không, nhanh lên. Không phải ở đây. Không. Em nghĩ mình biết phải làm gì rồi. Bạn gọi mình sao? Đúng. Sinh nhật của Stacy. Chưa chuẩn bị gì hết. Mình sẽ giúp. Umbala, umbala. Umbala, umbala. Wow. Umbala. Bạn không thích hổ sao? Được thôi. Umbala, umbala. Umbala, umbala. Umbala, umbala. Wow. Ơ, từ từ. Ồ, khoan, nhanh quá. Ồ, ngã rồi. Được rồi, được rồi. Ken bị không ngã sao rồi. Hết, không sao. Xin chào. Vòng tay xong rồi hả? Thử xem có vừa không nha. Quay lại. Wow, đẹp quá. Wow, đẹp thiệt. Ngựa thật nè. Wow, đẹp quá đi. Nắm chặt vào. Và bên trái. Stacy, còn thấy sao? Hình vuông, bông hoa. Sô-cô-la hình môi kìa. À, con bướm. Sô-cô-la hình bướm. Dạ ngon. Con thích cái gì? Chúng ta chọn cái túi để ăn nha. Phấn mát. Ra sô-cô-la. Wow, búp bê đẹp quá đi. Wow. Xin chào. Xin chào Margarita. Khách kìa, khách đang ở đây. Đến đây gặp họ đi. Xin chào, chúc mừng sinh nhật nha. Cảm ơn. Tránh ra khỏi đường đi. Mọi người đứng lên nào. Chuyện gì thế? Quái vật. Sợ quá. Quái vật, chú sẽ cứu mọi người. Atem, bắt lấy. Nó liếm con kìa. Đây là những nhà ảo thuật nè. Chú ý nào, Stacy. Im lặng. Cẩn thận nha. Im lặng. Mở ra đi. Một, hai, ba. Wow. Chào người dám. Trốn sau lưng nào. Đến đây. Tổ chức vui vẻ náo nhiệt quá. Bây giờ hãy đến với ta nào. Có muốn ở đây hay không? Có. Vậy sao các người lại la lên chứ? Chúng di chuyển kìa. Khoan. Chắc là ở đây rồi. Là Slam. Hay quá. Hay quá đi. Lava dũng cảm nhất. Giỏi lắm. Là Lava. Cái tay. Cái Lava. Tay. Lava. Để ở đây. Hay quá. Đây, đây có ai kìa. Là đầu lâu. Để đây. Hay quá. Ở đây rỗng.
nữa kìa. Chìa khóa. Yeah. Chìa khóa rồi. Yeah. Yeah. Bánh kem sinh nhật của Stacy. Đến đây. Vỗ tay nào. Lớn lên. Lớn lên. Vỗ tay nào. Lớn lên. Stacy đang trang trí bánh. Giỏi lắm. Đẹp quá. Chúng ta ăn nha. Dạ. Giỏi quá đi. Casey, nhìn nè. Oh. 1, 2, 3. Yeah. Stacy, bánh của con hả? Dạ. Cái gì đây? Là Barbie. Con cho mẹ xem cái này nữa. Họ là tiên. Bà đây là Barbie. Ăn được hả? Chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật. Chúc bạn hạnh phúc và mạnh khỏe. Mọi thứ đều tốt đẹp. Mình rất là yêu chúc bạn. Mừng. Nói gì à? Yêu bạn lắm. Chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật. Ứng bà la. Cái này được làm bằng kẹo. Cái này cũng được làm bằng kẹo. Ngay cả chiếc mũi cũng vậy. Wow. Wow. Tạm biệt. Xin chào. Chúng ta đang ở đâu đây? Ở đâu vậy? Stacy. Stacy, con đâu rồi? Stacy. Stacy, con đây rồi. Con đã ở đâu vậy? Ui, chúng ta đã ra khỏi chỗ đó rồi. Wow. Cẩn thận đấy, có con thằn lằn kìa. Ngon không? Quý khách làm được mà.
Xin chào bạn. Chào bạn. Cảm ơn con. Ai đó? Đó là phân. Bye bye. Bọn trẻ đâu rồi? Đội mũ vào, nhanh nào, nhanh nào. Đi, cái này cho con. Wow. Và cho con. Cho con. Cảm ơn ba. Chạy đi. Nhìn kìa. Cái gì đó bên trong? Đây là quà. Nó là một bộ người tuyết. Cà rốt.
kẹo. Để lại cho ba ít kẹo đi. Cho ba một cái nào. Đây. Cảm ơn. Tấn công nó. Chúng ta sẽ bắt được mây. Đây. Tấn công nó hả? Chạy đi, chạy. Nhanh lên. Nhìn nè, hãy nắp anh đi. Shh, nó đang đá. Nó đi rồi. Phải nó không? Đúng rồi, nó đi rồi. Được rồi, ra khỏi đây thôi. Chúng ta về nhà nào. Em mệt quá. Chúng ta không thể làm gì hôm nay. Nhìn kìa, trên đây có một túi quà. Đây là cái em muốn. Đây cũng là cái mình muốn nè. Và quà cho anh. Trẻ em không nên ăn quá nhiều kẹo. Wow, mình đã mơ có đồ chơi này. Đúng rồi. Chúc mừng năm mới mọi người. Chúc mừng năm mới nha. Bye bye. Tạm biệt. Tạm biệt.
gì, bác sẽ ra ngoài lấy ngay. Không có gì. Cảm ơn, cảm ơn. Tạm biệt. Rồi, đây là thứ bác đang cần đây. Cảm ơn. Hãy đến thăm cô mèo. Còn có mang quà đến không? Yeah, đây. Hãy nhận quà. Cái này cho cô. Một ít kẹo. Yeah, mình thích kẹo. Cảm ơn con. Giáng sinh an lành. Hey, ông già Noel. Con đã phát quà cho mọi người. Bây giờ đây là quà của con. Hãy cầm lấy. Con sẽ mở nó ra. Tạm biệt.